Thì hơi thở nó giúp cho chúng ta làm chủ cảm xúc, làm chủ các phản ứng cảm xúc. Và tương tự cái người đang giận tức, giận vì bị oan ức, giận vì bị ứng xử bất công, giận vì bị chà đạp, giận vì bị khinh thường, giận vì bị xúc phạm, thì khi mà cái cơn giận trỗi dậy, chúng ta cũng hít thở thật sâu, thì tự động nó nhẹ xuống cái tâm, thoải mái xuống, và chúng ta sẽ không phát ngôn những lời không dễ nghe, hay là cái khác là rất khó ưa, rất khó chịu cho mình và khó chịu cho người nghe. Người nghe lãnh đủ và mình cũng không có thoải mái gì. Quý vị không tin thì thử kiểm chứng đi. Lúc nào quý vị đang giận mà nói nặng lời người khác bằng sự gằn giọng, nó căng thẳng cho nó đá lỗ mũi, đá cái miệng, nói xong rồi lúc đó thức đến 2-3 giờ khuya cũng không được. Còn cái người nghe lại càng khó hơn. Cho nên đó là phải tập hít thở thiền.